Gần tới Trung Thu rồi cả nhà. Bữa nay ở nhà mình có hai cái hộp sữa nè. Mình lên mạng mình search thì mình thấy một số anh chị hướng dẫn làm cái xe đẩy á, để mình cho cái đàn cày vào đây nè. Cái này hồi nhỏ dưới quê mình cũng có làm, nhưng mà mình làm cái hộp sữa ông thọ đó, sữa nhỏ. Bữa nay thì mình làm cái hộp sữa nhà con gái mình uống nè. Ở đây mình sử dụng là hai cái hộp này nha. Kèm theo đó là một cái cây sắt nè. Cái cây sắt này thì mọi người có thể là sử dụng cái cây của hàng rào B40 hoặc là cây kẽm bự cũng được. Còn này thì mình tận dụng ở nhà mình có cái móc đó mọi người. Đó, mình bẻ ngay ra. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cô chú mình làm nha. Cũng đơn giản thôi mọi người. Cái đầu tiên là mình sẽ khoan nha. Mình lấy cây đinh hoặc là mình lấy cái vít gì cũng được nè. Trên đây nè, mình khoét một lỗ. Rồi cái phần ở dưới cái đáy của cái hộp đầu tiên là mình sẽ khoét một lỗ nữa. Để cái mục đích mình khoét trên đây một lỗ với đây một lỗ là để mình dùng cái cây này nè, mình sẽ xiên qua. Rồi bây giờ mình sẽ xiên qua cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, mình đã xiên qua cái lon đầu tiên nè. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái phần bên đây nè, nó dài ra tí xíu, sau đó mình sẽ bẻ cho nó lên trên như thế này nè. Đó, mình bẻ cho nó lên trên ha. Để khi mình bẻ lên trên á, một tí mình cái hộp này nè. Thay vì cái hộp hồi nãy thì mình khoét ở trên đây một lỗ, ở dưới đây một lỗ. Thì bây giờ mình sẽ xét ngang nha. Xét ngang nha, ở đây một lỗ nè, cái phần dưới đây một lỗ. Để một tí nữa cái này mình cho nó lên nè, để mình đưa cái lon này vào nha. Để bây giờ mình khoan xong rồi mình ráp cho mọi người xem. Rồi đây nè mọi người, cái hộp thứ hai nè, mình sẽ khoét bên đây một lỗ nha. Đây, sau đó là anh em xuyên nó qua bên đây lỗ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cái này nè, cái lon này nè, vào trong ngay chỗ cái này nha. Rồi đây nè mọi người, mình ráp vào xong rồi nè. Cái này chỉ là mới có vào cái khung đó thôi. Đó, anh em thấy không, nó xây rồi. Bắt đầu là mình sẽ cho cái đàn cày nó vào trong cái hộp ở trên nha. Đó, mọi người thấy nó quay xịn không? Bây giờ mình bỏ đàn cày vào là ok nha.